vốn là vùng đất có lịch sử lâu đời, lại nằm ở cửa ngõ thủ đô Hà Nội, huyện Văn Lâm có một vị trí chiến lược quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh Hưng Yên. Chính vì thế, cùng với sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thường xuyên của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các thế hệ lãnh đạo của huyện Văn Lâm qua các thời kỳ kế tiếp nhau nêu cao tinh thần đoàn kết, tập trung trí tuệ, sáng tạo, lựa chọn những bước đi thích hợp, từng bước đưa Văn Lâm trở thành một vùng quê giàu đẹp, hiện đại và văn minh, viết tiếp những trang vàng truyền thống về một Văn Lâm văn hiến, cách mạng và anh hùng. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24 đã đề ra 18 chỉ tiêu và đến nay thì cả 18 chỉ tiêu đều đạt và vượt. Trong đó có 8 chỉ tiêu là vượt và 10 chỉ tiêu đạt. Một số chỉ tiêu tiêu biểu như là về thu ngân sách trên địa bàn thì chỉ tiêu đề ra là hàng năm thu ngân sách là vượt 5% so với kế hoạch tỉnh giao. Thì tính bình quân hàng năm là huyện đều thu vượt trên 10% so với kế hoạch tỉnh giao. Và tiêu biểu năm 2019 là huyện đã thu trên địa bàn là 3.376 tỷ đồng, chiếm khoảng 1/5 ngân sách của cả tỉnh và tăng gấp 2,74 lần so với năm 2015. Về tỷ lệ hộ nghèo thì chỉ tiêu đề ra là đến năm 2020 còn 2%, thì đến nay tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện còn có 1,53%. Về việc xây dựng nông thôn mới thì phấn đấu đến năm 2020 thì huyện về đích nông thôn mới, thì đến năm 2018 huyện đã về đích nông thôn mới. Về xây dựng đô thị thì phấn đấu có từ 3 đến 5 xã đạt đô thị loại 5, thì đến nay thị trấn Như Quỳnh và 5 xã lân cận cũng đã đạt đô thị loại 4. Nhìn lại tiến trình sau hơn 20 năm tái lập huyện, có thể khẳng định mỗi nhiệm kỳ đại hội là một chặng đường, một trang vàng đánh dấu sự phát triển đi lên của Đảng bộ và nhân dân Văn Lâm. Tại Đại hội Đảng bộ huyện Văn Lâm lần thứ 24, nhiệm kỳ 2015-2020, với tinh thần trí tuệ đổi mới và sáng tạo, các đại biểu dự đại hội đã nhất trí 100% đề ra 18 chỉ tiêu, với khát vọng giảm nghèo nhanh, làm giàu bền vững, sớm đưa Văn Lâm trở thành huyện công nghiệp. Tuy nhiên, do tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, cuộc cách mạng 4.0 đã tác động sâu sắc đến tất cả các quốc gia, thiên tai dịch bệnh diễn ra bất ngờ, khó dự đoán, đặc biệt là diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Những bất lợi đó đã tác động không nhỏ đến việc triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Văn Lâm lần thứ 24. Khó khăn là vậy, song được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng bộ và nhân dân Văn Lâm đã tự tin, đoàn kết bên nhau, phát huy nội lực chủ động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn thách thức và đã giành được những kết quả rất đáng trân trọng. Để thực hiện hoàn thành 18 mục tiêu của nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Văn Lâm, thì khối ủy ban huyện chúng tôi đã triển khai đồng bộ, bài bản từ đầu nhiệm kỳ, chương trình kế hoạch chi tiết cụ thể, ngắn hạn, dài hạn, phân công, phân cấp cho từng bộ phận, cá nhân. Ví dụ như là trong cái công việc giải quyết cái cải cách hành chính được sự đồng thuận của mọi người, phân công phân cấp cụ thể nên hiệu quả rất cao, tạo ra một cái môi trường đầu tư thông thoáng, thu hút được nhiều doanh nghiệp với hàm lượng chất xám cao, thủ tục hành chính giải quyết thuận lợi cho người dân. Đề án đô thị loại 4 là một cái tổng thể của các cái giải pháp lên đã vượt xa cái mục tiêu của cái nghị quyết đại hội là đã thành đô thị loại 4, không những của 3 xã một thị trấn mà bây giờ đã thành của một thị trấn và 5 xã. Thì rất nhiều giải pháp chúng tôi đã thực hiện, nhưng tự chung thì chúng tôi xác định rằng thực hiện hoàn thành các cái
mục tiêu đặt ra là nhiệm vụ của chúng tôi và mong muốn của chúng tôi là hoàn là làm sao cho Văn Lâm ngày càng giàu đẹp, văn minh và đời sống của nhân dân ngày càng phát triển. Có thể khẳng định trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện các mục tiêu đề ra, nổi bật nhất là việc Văn Lâm đã huy động được một nguồn lực rất lớn cho nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tính từ năm 2015 đến năm 2019, được sự ủng hộ tích cực của người dân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn, toàn huyện đã huy động được hơn 4.500 tỷ đồng. Nhân dân trong huyện đã tự nguyện hiến hàng nghìn mét vuông đất và hàng vạn ngày công để xây dựng nông thôn mới. Tiêu biểu là gia đình cụ Nguyễn Văn Xuân, thôn Ngải Dương, xã Đình Dù. Cụ đã cùng với các con ủng hộ 13 tỷ đồng để địa phương xây dựng nông thôn mới và xây dựng các công trình phúc lợi công cộng. Tôi vận động các con, các cháu xuống vào ủng hộ. Đầu tư lớn nhất thì là vẫn là cái trường tiểu học khu cụm dân cư thôn Ngải Dương. Sau đó là những cái đường kể cả là từ trong xóm, trong làng, thế rồi là đường từ đường chính vào đến trường phục vụ cho các cháu. Gia đình cụ Nguyễn Thị Lụa ở thôn Hành Lạc, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm đã tự nguyện hiến 100 mét vuông đất trị giá trên 1 tỷ đồng để mở rộng đường chiều rộng 6 mét, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân trong thôn. Mở cái con đường của làng, của thôn thì ông bà cụ tôi cũng có triệu tập anh em đến là họp bàn và anh em đi đến thống nhất là thôi bây giờ là cái công trình mà làm đến đâu thì mình cứ hiến đến đấy, nghĩa là kể cả đập cả sân rồi thì đập cả cổng rồi làm lại. Thế anh em chúng tôi cũng đều nhất trí cả và ông cụ bà cụ cũng có nói là đấy là vì cái tương lai và các cái thế hệ sau. Điều vô cùng đặc biệt, năm 2015, bình quân các xã trong huyện mới đạt 6 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Mỗi xã thiếu 13 tiêu chí. Song với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ huyện xuống cơ sở, sự ủng hộ của nhân dân, những người con xa quê, 3 năm sau, năm 2018, cả huyện đã về đích nông thôn mới, kết quả đạt được đã vượt trên sự mong ước của chính người dân Văn Lâm. Thì đối với xã Tân Quang thấy khó khăn nhất là về vấn đề giải quyết về vấn đề môi trường, nhưng ban chấp hành đảng bộ cũng đã tập trung xây dựng nghị quyết chuyên đề lãnh đạo chỉ đạo thành công trong công tác giải quyết về môi trường ở trên địa bàn. Ngoài vấn đề môi trường thì được sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân trong xã đã tích cực tham gia chung tay xây dựng nông thôn mới, đã đóng góp gần 10 tỷ đồng trong xây dựng đường làng ngõ xóm, làm trên 100 đường ngõ xóm ở trong khu dân cư. Và với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy cũng đã chỉ đạo tập trung ngân sách, đầu tư cho sự cơ bản trên địa bàn xã để nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới với gần 100 tỷ đồng để đầu tư xây dựng nhà văn hóa, điện đường, trường trạm, diện mạo của nông thôn không ngừng được đổi mới, thay da đổi thịt, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên. Với những kết quả đã đạt được, năm 2019, huyện Văn Lâm đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. 5 xã thị trấn đạt đô thị loại 5, khu vực trung tâm huyện lỵ đã trở thành đô thị loại 4. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Văn Lâm vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3, Huân chương Lao động hạng nhất lần thứ 2. Chính quyền huyện đạt trong sạch vững mạnh. 3 năm liên tiếp, Văn Lâm là đơn vị dẫn đầu khối huyện, thị xã, thành phố trong cải cách hành chính. Thành tích ấy đã được bồi đắp kế thừa bằng chính mồ hôi, công sức, tài năng và trí tuệ của các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Văn Lâm qua các thời kỳ. Tôi cảm thấy đời sống vật chất tinh thần của nhân dân quê tôi đã được thay đổi quá nhiều so với 5 năm trước. Con em nhân dân được đến trường học ở một môi trường giáo dục rất trong lành, cơ sở vật chất đầy đủ. Đường thôn ngõ xóm đã được bê tông hóa tới tận ngõ sâu nhất, thuận tiện cho việc giao thông đi lại của nhân dân. Về các hoạt động dịch vụ, chợ có thể ở ngay trong thôn xóm phục vụ cho đời sống nhân dân, thuận tiện, không phải đi đâu xa. Ban đêm điện sáng ở trên những con đường đã làm cho tôi cảm thấy quê tôi đã thành phố, có thể nói là cuộc sống rất tuyệt vời. Song song với triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trong 5 năm qua,
Ban chấp hành Đảng bộ huyện luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến sản xuất nông nghiệp thông qua các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện. Huyện đã có những định hướng, tư vấn, gợi ý giúp người dân hình thành các vùng chuyên canh sản xuất hoa cây cảnh, cây ăn quả và các ngành nghề truyền thống. Do được khuyến khích động viên kịp thời, đến nay toàn huyện đã có trên 200 mô hình kinh tế trang trại, 4 hợp tác xã nông nghiệp, 2 tổ hợp tác sản xuất kinh doanh. Sự ra đời của các mô hình đã góp phần quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở địa phương, tạo nhiều việc làm cho bà con nông dân, đáp ứng được ước vọng bao đời của người nông dân, ly nông bất ly hương, được làm giàu trên chính đồng đất quê mình. Tháng 5 2017, chúng tôi đã thành lập hợp tác xã chuyên trồng trọt chế biến dược liệu. Từ khi thành lập, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo về cơ chế chính sách, về vay vốn, về quảng bá thương hiệu, chúng tôi đã hoạt động rất hiệu quả. Mỗi năm thu mua của dân hàng 200 tấn nghệ và hàng trăm tấn cúc hoa được chế biến và đưa ra thị trường trong cả nước và nước ngoài. Cái doanh thu của chúng tôi một năm có trên dưới 1 tỷ đồng và tạo điều kiện công ăn việc làm cho hàng chục lao động có thu nhập ổn định. Về phát triển công nghiệp, phát huy những kết quả đã đạt được trong những nhiệm kỳ trước, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đặc biệt quan tâm đến phát triển công nghiệp. Xác định phát triển công nghiệp phải là khâu đột phá và phải trở thành động lực quan trọng trong phát triển kinh tế của Văn Lâm, cùng với những chủ trương chính sách của Trung ương, của tỉnh. Trong những năm qua, Văn Lâm đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân về giải phóng mặt bằng. Coi đó là những lời mời hấp dẫn, thu hút các dự án đầu tư vào địa bàn. Chính vì thế mà số dự án đầu tư vào địa bàn huyện tăng nhanh. Năm 2015, toàn huyện mới có trên 2.400 cơ sở sản xuất. Đến năm 2020, đã có trên 3.100 cơ sở, giá trị sản xuất tăng bình quân 12,43% một năm, vượt kế hoạch đề ra gần 2%. Tổng giá trị năm 2020 ước tính gần 10.000 tỷ đồng, tăng trên 2 lần so với năm 2015, chiếm 80,67% cơ cấu kinh tế. Ông Theo Hòa Phát là một trong số ít những đơn vị sớm đầu tư vào Văn Lâm và Hưng Yên. Chúng tôi vào đây là từ đầu năm 1998 đến nay được 20 năm. 20 năm qua thì chúng tôi luôn được sự ủng hộ tích cực của chính quyền và nhân dân của Văn Lâm, của Hưng Yên. Trong những năm gần đây, thì với sự đổi mới tích cực của địa phương, thì chúng tôi cũng được hưởng lợi rất nhiều về các điều kiện thủ tục cũng như các việc bảo đảm an ninh trật tự của nhà máy. Nhà máy của chúng tôi cũng được phát triển tốt, góp phần cùng với sự tiến bộ của Văn Lâm, của Hưng Yên. Chúng tôi xin được cảm ơn. Trước hết, thay mặt trên 2.000 cán bộ nhân viên trong công ty, tôi xin gửi lời cảm ơn đến các đồng chí lãnh đạo huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên trong thời gian qua đã nhiệt tình quan tâm, hỗ trợ giúp đỡ công ty chúng tôi, đặc biệt đảm bảo an ninh trật tự và hỗ trợ người lao động trên địa bàn. Qua đó, đã góp phần giúp công ty chúng tôi hoàn thành tốt các hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm. Hàng năm, công ty chúng tôi dành một phần kinh phí phối hợp với các phòng ban chuyên môn, tổ chức các hoạt động hỗ trợ xã hội như phát triển nông thôn mới, hỗ trợ người có công, hỗ trợ trẻ em nghèo. Qua đó, chúng tôi nhận thấy Văn Lâm là một mảnh đất tốt để chúng tôi tiếp tục đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh. Nhằm tiếp tục tạo ra môi trường hấp dẫn, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn, trong những năm qua, huyện đã tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các làng nghề, các cụm công nghiệp trên địa bàn, quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch 10 cụm công nghiệp. Thông qua các chủ trương chính sách, huyện đã tạo những điều kiện thuận lợi nhất, khuyến khích các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hộ kinh doanh đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Chính vì thế, sản phẩm tiểu thủ công nghiệp, sản phẩm của các làng nghề ngày càng đa dạng, phong phú, chất lượng ngày càng được nâng cao. Trong những năm gần đây, nhờ vào cơ chế chính sách của Đảng và Nhà nước, hội doanh nghiệp huyện Văn Lâm cùng với các hội viên trong làng nghề đã mạnh dạn đầu tư đổi mới công nghệ, đã làm ra những cái sản phẩm có sức cạnh tranh trong nước và ngoài nước và đã tạo ra công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động trên địa phương.
song song với việc sản xuất kinh doanh, hội doanh nghiệp Văn Đâm chúng tôi còn làm tốt các công tác từ thiện. Tính đến nay, hội đã làm công tác từ thiện lên tới hàng tỷ đồng. Do có những lợi thế về địa lý gần thủ đô Hà Nội, lại nằm trong vùng kinh tế trọng điểm của Bắc Bộ, trung tâm kinh tế năng động và là đầu tàu kinh tế quan trọng của cả nước, những năm qua, các loại hình dịch vụ như dịch vụ ăn uống, nhà trọ, vận tải, nhà hàng, khách sạn, siêu thị phát triển với tốc độ rất nhanh. Toàn huyện có tới 40 chợ, 6 siêu thị, 23 cửa hàng tự chọn kinh doanh tổng hợp, một tuyến xe buýt nội huyện và 3 hãng taxi với trên 200 đầu xe. Từ một huyện thuần nông, nhờ có công cuộc đổi mới sau Đảng khởi xướng và lãnh đạo, Văn Lâm đã trở nên sôi động, nhộn nhịp, chẳng khác nào thành phố, thị xã. Thực hiện chương trình hợp tác phát triển du lịch, huyện đã phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức thành công hội thảo phát triển du lịch khu vực đồng bằng châu thổ sông Hồng tại huyện Văn Lâm. Thông qua hội thảo đã góp phần quảng bá tiềm năng, những đặc sắc về truyền thống lịch sử, văn hóa, văn hiến của vùng đất và con người Văn Lâm với bạn bè gần xa. Với những cách tiếp cận sáng tạo linh hoạt, thông qua nhiều kênh thông tin, hàng năm, số du khách đến Văn Lâm để chiêm ngưỡng, khám phá cảnh quan ngày càng tăng, bình quân đạt trên 7.000 lượt người một năm, trong đó có khoảng 200 du khách quốc tế. Đây là những tín hiệu rất khả quan, mở ra một hướng đi mới trong phát triển du lịch tâm linh kết hợp với du lịch sinh thái, một trong những lĩnh vực của huyện Văn Lâm có nhiều tiềm năng và thế mạnh. Về công tác quản lý các cái di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện Văn Lâm nói chung, thì chúng tôi đã tham mưu huyện ủy, hội đồng dân, ủy ban dân huyện phối hợp với các sở ban ngành của tỉnh để trình các cấp có thẩm quyền quản lý tốt theo luật di sản văn hóa. Về việc thứ hai là đối với cụm di tích của làng Nôm gồm có đình Tam Giang, chùa Nôm và làng cổ, thì chúng tôi sẽ vận động bà con nhân dân tiếp tục phát huy và giữ gìn những cái nét cổ của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Phần thứ hai là sẽ xây dựng những cái chương trình đề án sau này để nhằm bảo tồn, phát triển du lịch tâm linh phối hợp cùng với cái hệ thống kinh dương vương của Bắc Ninh, Hải Dương, Hà Nội và vùng Phú Yên. Song song với lãnh đạo phát triển kinh tế, những năm qua, cấp ủy chính quyền các cấp trong huyện luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác giáo dục và đào tạo. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ việc dạy và học được đầu tư tương đối đồng bộ và hiện đại, phù hợp với từng cấp học. Toàn huyện đã xây mới 231 phòng học và nhiều nhà hiệu bộ với tổng số vốn gần 163 tỷ đồng. Nâng tổng số phòng học kiên cố cao tầng đạt trên 91,5%. Công tác xã hội hóa giáo dục, công tác khuyến học khuyến tài đã trở thành phong trào và có tác dụng thực chất. Giáo dục Văn Lâm luôn là một trong những đơn vị đứng top đầu của tỉnh Hưng Yên. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên, trung tâm bồi dưỡng chính trị có nhiều đổi mới, đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, làng văn hóa, gia đình văn hóa ngày càng phát triển mạnh mẽ và đi vào chiều sâu. Phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao ở các thôn xóm diễn ra sôi nổi, thu hút nhiều lứa tuổi tham gia vui chơi, rèn luyện sức khỏe. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều đổi mới và chuyển biến tích cực. Các cơ sở y tế đều được đầu tư các trang thiết bị hiện đại, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân. Công tác y tế dự phòng được triển khai tổ chức thực hiện bài bản, nghiêm túc, kịp thời ngăn chặn dịch bệnh nói chung, đặc biệt là công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện nói riêng được các cấp ghi nhận đánh giá cao. Chính sách xã hội, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn được cấp ủy chính quyền các cấp đặc biệt quan tâm, chăm lo. Phong trào hỗ trợ, giúp đỡ gia đình chính sách, gia đình hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm thường xuyên. Về bản thân tôi là một thương binh, hàng năm thì đều được Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền quan tâm, thăm hỏi, động viên, tặng quà, tạo điều kiện về mọi mặt để tôi có thêm cái nghị lực vượt qua và khó khăn về phát triển kinh tế gia đình, về gương mẫu hưởng ứng và các phong trào thi đua góp phần cùng địa phương xây dựng nông thôn mới.
Trong những năm qua, công tác an ninh quốc phòng quân sự địa phương luôn được cấp ủy chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở đặc biệt quan tâm. Lực lượng vũ trang, thường trực và dân quân tự vệ thường xuyên được củng cố và kiện toàn, đảm bảo số lượng chất lượng, tham gia tích cực, có hiệu quả nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống lụt bão, thiên tai dịch bệnh. Lực lượng đã có nhiều đóng góp trong phong trào xây dựng nông thôn mới và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Hàng năm, huyện luôn hoàn thành và hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu giao quân. Với chức năng và nhiệm vụ của mình, lực lượng công an đã mở nhiều đợt tấn công, trấn áp các loại tội phạm, triệt phá nhiều tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự, đã triệt phá thành công 100% ổ nhóm tội phạm mang tính chất xã hội đen, xử lý triệt để vụ việc gây rối trật tự công cộng, đã bố trí lực lượng công an chính quy về đảm nhiệm chức danh công an xã, thị trấn theo đúng chỉ đạo của Bộ Công an và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nhằm tạo ra bước đột phá, hướng tới nền hành chính chuyên nghiệp và hiện đại, ngay đầu nhiệm kỳ, Văn Lâm đã triển khai thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020. Cơ chế một cửa liên thông được triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản tại Ủy ban Nhân dân huyện và 11 xã thị trấn. Kỷ luật kỷ cương hành chính được tăng cường, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối, tác phong làm việc của cán bộ công chức, viên chức, được nhân dân và doanh nghiệp đánh giá cao. Ghi nhận những thành tích đã đạt được, 3 năm liền, từ năm 2017 đến năm 2019, Văn Lâm được tỉnh đánh giá là đơn vị dẫn đầu khối thi đua các huyện, thị xã, thành phố trong thực hiện cải cách hành chính. Cũng có nhiều dịp tôi đến sang ủy ban xã để xin giấy công chứng các loại tài liệu, hồ sơ giấy tờ và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển nhượng đất. Tôi rất là hài lòng với phong cách phục vụ của các đồng chí công chức ở trong một cửa liên thông ở đây. Nếu mà để nói ngắn gọn lại, tôi rút gọn lại thành 3 từ là rất hài lòng. Thực hiện phương châm phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt. Trong nhiệm kỳ, Ban chấp hành Đảng bộ huyện còn đặc biệt quan trọng công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về sắp xếp bộ máy trong hệ thống chính trị tinh gọn hiệu quả, tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ đảng viên, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ gắn với thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. 5 năm qua, đã có 35 lượt chi đảng bộ, 29 lượt chi bộ trực thuộc đảng bộ được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 88 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy biểu dương, khen thưởng. Ở huyện Văn Lâm đã được Thủ tướng công nhận là huyện nông thôn mới vào năm 2019 và được Bộ Xây dựng công nhận là đô thị loại 4 vào năm 2020. Để nâng cao mức thu nhập của người dân và nâng cao đời sống của nhân dân trong thời gian tới thì Đảng bộ, chính quyền chúng tôi cũng xác định thứ nhất là tiếp tục phát triển công nghiệp theo hướng bền vững, thứ hai là phải tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Thứ ba là toàn đảng, toàn quân, toàn dân đoàn kết một lòng, kề vai sát cánh cùng với lại Ban chấp hành Đảng bộ huyện quyết tâm phấn đấu xây dựng đưa Văn Lâm đạt tiêu chí đô thị loại 3 vào năm 2025. Năm năm một nhiệm kỳ nhìn lại, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn và thách thức, song Đảng bộ và nhân dân Văn Lâm luôn đoàn kết bên nhau, chung sức đồng lòng, sáng tạo linh hoạt, chủ động hoàn thành và hoàn thành xuất sắc 18 mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24 đã đề ra. Kết quả ấy chính là những trang vàng, sự kết tinh trí tuệ, mồ hôi và công sức của các thế hệ lãnh đạo và người dân Văn Lâm qua các thời kỳ. Hy vọng những kết quả ấy sẽ trở thành động lực, nguồn cổ vũ động viên to lớn để Đảng bộ và nhân dân Văn Lâm tiếp tục vững bước hướng tới tương lai, viết tiếp những trang vàng chói lọi về một Văn Lâm văn hiến, cách mạng và anh hùng, một Văn Lâm giàu đẹp, hiện đại và văn minh. Văn Lâm rạng rỡ.